Quái thao chân
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con lấy. Dạ rồi chị, một lần với cả đoàn. Dạ. Dạ vâng. Ủa, bác không đi hả? Bác đi rồi. Bác đi rồi hả? Ờ. Dạ chưa, chị chụp không? Chị đứng rồi với mẹ đi, em chụp. Em đứng với mẹ đi chị. Dạ, chị đứng trước, chị đứng trước. Z
Ủa mình đi tìm hả? Thôi ngồi đây đợi, chị lại đẩy nữa hả? Dạ vâng. Chị đi tìm mà chị đẩy đi nó hơi cực á. Người khách cùng qua thẹn
mẹ vẫn đâu soi gương. Nhớ nhớ cái đuôi gà cao, em đeo cái dài yếm đào, quần lệnh áo thè mới, tay em cầm chiếc nọn quai thao, chân em đi đôi dép cao cao. Đò đi qua bên đục, mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng, ơi không nói, tuổi bây giờ mới tròn 15, em ý còn bé lắm. Hay mấy anh ơi, sinh ở trên này hả? À anh Vũ.
chị Lan Anh hình xong chứ chị Lan Anh đưa cái cưới Leslie hồi đó nó nhỏ Celeste lúc đó mình mới thấy là quý à. Dạ. Thời gian qua đi. Mấy năm rồi. Lúc đó mình đang ở xứ. Mà lúc đó mình không có quay nó nhiều. Cho nên chịu khó quay em bé một tí nhiều chứ. Đây gương mặt em nè. Thank you.
thầy mẹ vẫn đâu soi gương. Nhớ nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái giả yếm đào, quần lệnh áo thè mới, tay em cầm chiếc nọn quai thao, chân em đi đôi dép cao cao. Đò đi qua bên đục, mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng, ơi không nói tuổi bây giờ mới tròn 15. Em ý còn bé lắm. Hay mấy anh ơi, giờ đi qua sông này, mọi người khách cùng qua cái nhà ai ở trong xinh đáo để đấy nhỉ? Đẹp lắm nhỉ? Ừ. Ôi, mấy cái anh này đi đâu mà sao mất cả chân người ta là thế nào nhỉ? Mấy cậu phải đi cái chèn lấn nhỉ? Ờ, hay chưa kìa. Đường rộng thì người ta cứ đi chứ sao lại chen hồn nào? Ây, sao mà dữ thế? Ôi, 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 đợi chung anh với. Hôm qua em đi chưa hương, hoa cỏ còn mới xương, cùng thầy mẹ vẫn đâu. Quái thao chân em đi đôi dép cao cao, đò đi qua bên đục, mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng, ơi không nói tuổi bây giờ mới tròn 15. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày mẹ vẫn đâu soi gương. Nhớ nhớ cái đuôi gà cao, em đeo cái dài yếm đào, quần lính áo thè mới, tay em cầm chiếc nọn quai thao, chân em đi đôi dép cao cao. Đò đi qua bên đục, mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng, ơi không nói tuổi bây giờ mới trọn 15, em ý còn bé lắm. Hay mấy anh ơi, giờ đi qua sông này, mọi người khách cùng qua thẹn thùng, em không nói Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Ờ, này này bác nhìn xem con gái nhà ai mà trông xinh đáo để đấy nhỉ. Đẹp lắm nhỉ. Mấy cái anh này đi đâu mà sao bước cả vào chân người ta là thế nào nhỉ? Mấy cậu phải đi cái chuyện lớn nhỉ. Ờ hay chưa kìa, đường rộng thì người ta cứ đi chứ sao lại chen hồn nào. Ây sao mà xấu thế. Ôi ôi ôi, đợi chung anh với. Hôm qua em đi trường hoa cỏ còn mới xương, cùng thầy mẹ vẫn đâu quái thao, chân em đi đôi dép cao cao.